Hello và xin chào quý vị và các bạn đang ngồi trước màn hình máy quay của Minh Trung. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game. Ý mình và chào mừng quý vị đã đến với tập 3 của New Life bản 16 cộng. Nhấn để sinh ra em bé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng mô phỏng cuộc sống của Mario Ozawa. Oh, bấm nhầm. Mình chọn tùy chỉnh. Họ của mình là tên họ là Ozawa, họ là Ozawa, Maria, giới tính là nữ. Quê của ở Nhật Bản. Ok, xác nhận. Sợ Mario Ozawa. Hiện tôi là fan Mỹ tôi. Bạn suốt ngày chỉ bố mẹ bế tích chơi. Không biết là họ chỉnh sửa tên không? Cái gì đấy? Đi siêu thị bạn đòi đòi đồ chơi nhưng mẹ không cho bạn làm. Không bạn nhưng mà à, mẹ kệ bạn. Rồi. Nhóc hả? À, sớm mượn xe đồ chơi của bạn làm học. Bạn sẽ làm gì? Đánh nó đi. Đi mẹ đánh nó. Thắm mất dậy. Nó xùm anh nó chạy ra đấm một cú đau đau tiếng. Bạn nào nuôi chó mẹ trả lời đây chỉ nuôi một thứ mà bạn nó là chó quyết định để mẹ nuôi bạn. Cái gì đây bạn chơi nhảy cừu cừu cao quá hay không? Lễ không có răng cửa. Học hành. Bạn đã vào tiểu học. Vào tiểu học. Mình vào tiểu học này. Mẹ bạn nói nhà nghèo thì khổ. Thiếu tiền, giàu thì đau. Vì tiêu tiền chỉ có nhà mình không giàu, không nghèo. Và hạnh phúc tôi bạn ạ. Hạnh phúc. Phúc cộng 2. Tôi bất chợt cảm thấy lạnh mông khi đang chơi với lũ bạn, tôi bị rách quần. Không có gì cả. What the hell? Bữa tối làm sườn xào chua ngọt. Đang ăn thì mẹ nói ăn vừa thôi cho cháu ăn nữa. Tác giả về cam.
lên cấp 2. May rồi. Bỏ phát đi. Đây khả năng diễn xuất. Đúng rồi, học phim rồi. Đúng rồi, lãng, đã chuyển diễn đi. Mọi người. Bạn có đi hay không? Có. Chính tuyệt. Đố bạn rồi đi ra đây. Cả giờ vào chữ ra này nó nữa. Sợ đen ra, không đi, sợ đen ra luôn, ok. Bạn bị con ong không, con ong không biết chui từ đầu chích vào trong lúc đang ngủ. Mấy bữa đang lên đường bạn bị cô mắng, mẹ bạn vì mẹ bạn mà đi học về mắng, ra đường hàng xóm mắng, cảm thấy niềm tin cuộc sống của bạn sẽ cố gắng hết mình thôi, mình xem vẫn sẽ cố gắng hết mình rồi chứ mình không định bỏ đi đâu. Tiến này các bạn, dậy thì thành công. Vì thèm cảm giác chưa được trai theo đuổi bạn rồi hàng xong chửi cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy đi. Các anh đuổi theo cái gì đứa bạn thân nhà chơi được thì hay sẽ sửa ý kiến trên này đến nha bạn phát triển mình phi 18 cộng nói mạnh nghe với mẹ bạn mẹ chỉ mỉm cười ca dao mới cắt tiết gà sáng nay không để không biết để đâu rồi nhỉ. Ok 17 tuổi ký đi đẹp này vì thì có năng khiếu diễn xuất phát điện bạn cũng đủ xinh đẹp đạo kinh tế đi không biết nên chọn thế nào. Bỏ tay. Mẹ gửi vào danh trại có con là ký thuốc thì mà mở ra ăn được vài miếng thì mày thấy đứa cùng phòng đã bốc sạch bạn để bọn nó chê ruốc gì mặn vãi nhái ruốc mặn. Nhóm bạn hồi cấp biên kịch đạo diễn đi bạn đi nặng bỗng dưng có một con rắn được chui chui liền đi bằng cầu đừng nghĩ tôi đừng nghĩ giả chết do bạn lăn quá đột ngột thì sẽ đầu bạn đập đầu một cục nhận hàm hoặc không mình sẽ lấy chồng thôi. Mang sẽ sâu vai lồn vai lồn cái gì đây có giờ thôi đi tôi có bạn trai rồi cứu luôn yeah giả vờ bịt mũi nhìn sang người bên cạnh Shopee
Khách sạn năm sao vãi luôn. Thôi chọn nhỉ. Thuê nhà, tiền thuê. Để hôm sau đi. Không rảnh. Cháo gì mà bật tiền đây là âm trừ 5 triệu rồi. What this? Cảm xúc, cảm giác cảm thấy lạc lõng. Bạn đầu tiên bị đánh trống ngực. Khó thở thì đang có vấn đề. Kiểm tra. What the hell, chồng bạn mua cưa để chiêu đãi nhà chồng tiết lộ mua cưa với giá 3 triệu kg. Bạn tiếc tiền vãi cả lồn nhưng vẫn cố ăn cho chồng vui. 39 tuổi. What the hell, đang ngủ thì cảm thấy khó thở khiến bạn phải ngồi dậy để thở. Hãy đến bệnh viện kiểm tra. Cút đi cái quảng cáo này. Tuổi 43. Tuổi 44 cũng không có gì. Tuổi 45 cũng không có gì. Ui rồi. Đang đi chơi dạo và đám công viên thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì ngất đi. Hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Bạn đang xem TV vì một cơn đau thắt ấu thường bóp nghẹt trái tim của bạn. Để đi ở nhà đi đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận bạn suy tim cấp 4 nhưng không được điều trị kịp thời. Để xem chúng ta xem tài sản để lại là bao nhiêu nha. Ủa ơi, tài sản mà mình để lại là 93.440 93.048 triệu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây.